chị bỏ cho chị nặng liền rồi đó anh. Chị bỏ lâu quên lấy cái nếp của cái tay cái chữ ở trên á. Em có cái đầu móng tay chị không? Cái đầu móng tay thì nó không có ở chữ. Thôi chị xăm xăm kẹp á. Xăm chị xăm xăm xăm. Nó mọc lên chừng núi luôn á. Mụn da nó mụn phát lên luôn ta. Nó nấp lầu, nó nấp sầu á. Thì mệt cái đồng viên á. Nặng nhiều mệt và khách hàng nhiều đau. Thank you.
Em hơi nghi quá, thẳng thì hỏi làm sao. Sao đầu mấy phút rồi? Clip mấy phút rồi? Yeah.